Theo hãng tin BBC của Anh, vụ nổ đầu tiên xảy ra ở một khu chợ trong khi vụ đánh bom thứ hai nằm ngoài một bệnh viện gần đó ở thành phố miền trung Jos. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên của thống đốc khu vực cho hay hầu hết các nạn nhân là phụ nữ, đồng thời cho biết thêm vụ nổ thứ hai xảy ra cách vụ nổ thứ nhất khoảng 30 phút, khiến cho một số nhân viên cứu hộ ở gần đó thiệt mạng. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên. Tuy nhiên, thì dư luận Nigeria đổ dồn nghi ngờ vào nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram, lực lượng đang gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố tại nước này trong những năm gần đây, là thủ phạm gây ra vụ đánh bom.